kính chào quý vị. Nam Phương rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của bản tin Kinh tế số trên kênh MayTV, chương trình chuyên biệt về tài chính công nghệ và bất động sản tại Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 8 tháng 4, nước ta đã nhận được vaccine COVID-19 đợt 2, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế. Ngay sau đây là những thông tin nổi bật khác sẽ có trong chương trình. Thủ tướng chỉ đạo xử lý tình trạng chiếm đất ven sông Hồng. Taxi bay bảng điện có thể hoạt động vào năm 2024. Thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh hồi phục, giá bán lên 16.000 USD trên 1 mét vuông. Sàn thương mại điện tử đầu tiên ở Việt Nam ngừng kinh doanh các sản phẩm của HNN. Mở đầu chương trình là thông tin, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xử lý tình trạng chiếm đất ven sông Hồng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, ra soát, đánh giá tổng hợp các vụ việc vi phạm luật về đê điều, thủy lợi trên địa bàn. Chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi. Xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật các vụ vi phạm tồn đọng, đặc biệt các vụ vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn đê điều, công trình thủy lợi, thoát lũ gây bức xúc trong dư luận. Theo ghi nhận, sau khi đề án quy hoạch phân khu sông Hồng được công bố, thì tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ven sông Hồng diễn ra ồ ạt hơn. Nhiều khu đất ven sông Hồng bị người dân đổ rác thải lấn chiếm xong được quây tôn, thép B40. Có thửa đất được xây dựng nhà tạm rồi dần biến thành nhà kiên cố. Thậm chí, tại khu vực bãi giữa thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, bắt đầu xuất hiện thực trạng phân lô, chia thửa ngay trên hành lang thoát lũ. Chuyển sang thông tin, theo Ủy ban Kinh tế Quốc hội, có 8 trạm thu phí BOT trên cả nước đang gây khó cho người dân và doanh nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất dùng ngân sách mua lại các trạm BOT này, nhưng việc dùng ngân sách mua là không hợp lý. Cụ thể, 8 trạm thu phí BOT có vị trí đặt trạm bất cập, gây khó cho dân là các trạm thu phí Bỉm Sơn, quốc lộ 1A Thanh Hóa, trên tuyến Thái Nguyên Chợ Mới, km 1747 đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Lắk, La Sơn, Túy Loan, T2 quốc lộ 91, Ninh Xuân quốc lộ 26, đường tránh thị xã Cai Lậy trên quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ. Ngoài 8 dự án trên vẫn còn nhiều dự án BOT khác bất cập về vị trí đặt trạm, nhưng người dân tại địa phương không còn phản đối sau khi chủ dự án BOT có chính sách miễn giảm phí phù hợp. Để khắc phục bất cập tại 8 trạm thu BOT này, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ hoặc thanh toán các dự án BOT. Một thông tin đang được nhiều người đón đợi. Theo Bộ Y tế, trong đợt phân bổ vaccine thứ hai, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các địa phương vừa có dịch, đông dân, vùng biên giới được phân bổ vaccine nhiều nhất. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ trên 56.000 liều vaccine, Hà Nội trên 53.000 liều vaccine. Kế đến là các địa phương có dịch trong thời gian vừa qua, như tỉnh Hải Dương trên 43.000 liều. Các tỉnh đông dân như Thanh Hóa, Nghệ An được phân bổ 18.000 đến 20.000 liều một địa phương. Các địa phương có biên giới với Campuchia cũng được phân bổ số lượng lớn hơn so với khu vực còn lại. Đến nay, mới có trên 54.000 người được tiêm chủng, chủ yếu mới là lực lượng tuyến đầu. Đợt 2 này, đối tượng tiêm sẽ mở rộng ra 10 nhóm ưu tiên. Giáo viên, người làm trong các dịch vụ thiết yếu như cung cấp dịch vụ điện nước, nhân viên hàng không, nhân viên hành chính. Dự kiến trong 2 tháng tới sẽ có thêm khoảng 5 triệu liều vaccine về Việt Nam. Chuyển sang thông tin quốc tế, công ty Lilium của Đức vừa công bố phiên bản 7 chỗ của mẫu taxi bay cất hạ cánh, thẳng đứng bằng điện và dự tính đưa vào vận hành thương mại vào năm 2024. Taxi bay mới là phiên bản nâng cấp của mẫu máy bay 5 chỗ, có tốc độ hành trình 289 km/h ở độ cao 3.048 m và tầm hoạt động trên 250 km. Đây là tầm hoạt động tương đối lớn với một máy bay trang bị pin. Với 7 chỗ ngồi cho 6 hành khách và một phi công, thiết kế của Lilium trở thành taxi bay lớn nhất trên thị trường và mang phong cách giống xe buýt mini hơn là taxi. Chiếc máy bay sử dụng công nghệ Ducted Electric Vector Thrust độc quyền của Lilium, bao gồm 36 động cơ quạt turbo điện tích hợp ở cánh con, giúp giảm tiếng ồn khi phương tiện vận hành. Lilium đang lên kế hoạch sử dụng taxi bay 7 chỗ cho hoạt động thương mại vào năm 2024. Hiệp hội các nhà cung cấp di động toàn cầu vừa cho biết, Trung Quốc dự kiến sẽ có 822 triệu thuê bao 5G vào năm 2025, tăng từ 202 triệu thuê bao vào cuối năm ngoái. Con số ước tính này chiếm 47% tổng số kết nối di động ở Trung Quốc.
Sự phát triển nhanh chóng 5G trong thời gian qua giúp Trung Quốc nằm trong số các quốc gia dẫn đầu thế giới về việc áp dụng 5G. Trong năm 2020, Trung Quốc có thêm hơn 200 triệu kết nối 5G, chiếm 87% kết nối 5G trên toàn cầu. Sự tăng trưởng trong việc áp dụng 5G ở Trung Quốc được hỗ trợ bởi việc triển khai mạng tích cực và hệ sinh thái thiết bị đang phát triển. Các nhà khai thác Trung Quốc đã triển khai khoảng gần 600.000 trạm gốc 5G mới vào năm 2020 và dự định cán mốc 1 triệu trạm gốc 5G mới trong năm 2021. Việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng di động nói chung và mạng 5G nói riêng cũng đang được các nhà khai thác di động ở Trung Quốc đặc biệt quan tâm. Từ 2020 đến 2025, các nhà khai thác di động Trung Quốc sẽ đầu tư gần 210 tỷ USD vào phát triển mạng lưới của họ, trong đó 90% sẽ dành riêng cho 5G. Thưa quý vị, các ngân hàng dồn dập báo lợi nhuận quý đầu năm với mức tăng trưởng khá ấn tượng, cho dù có ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Các ngân hàng quốc doanh lẫn ngân hàng tư nhân đều đang có mức lợi nhuận kỷ lục. Các ngân hàng thương mại quốc doanh có khả năng sẽ đạt mức tăng trưởng quý 1 năm 2021 ngoạn mục hơn mức bình quân ngành khi các ngân hàng này đã tăng cường trích lập dự phòng để giải quyết các tài sản có vấn đề. Trong đó, ước tính lợi nhuận của Vietinbank trong quý 1 đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ. Vietcombank đạt khoảng 7.000 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Một số ngân hàng tư nhân lớn như MB Bank, ACB, HD Bank cũng công bố kết quả kinh doanh quý 1 với mức lãi kỷ lục so với cùng kỳ những năm trước. MB Bank cho biết lợi nhuận của ngân hàng hợp nhất ước đạt trên 4.570 tỷ đồng, gấp hơn 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2020. ACB ước lượng lợi nhuận quý 1 đạt 3.105 tỷ đồng, tăng hơn 61%. Các ngân hàng tầm trung như CIA Bank, MSB cũng báo lãi đậm với tăng trưởng tính theo lần, tín dụng tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm. Những ngày gần đây, trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter hình thành những cộng đồng người tiêu dùng kêu gọi tẩy chay H&M và làn sóng này ngày càng lan rộng. Trên các kho ứng dụng, H&M cũng hứng chịu làn sóng một sao từ người dùng Việt. Đặc biệt, một sàn thương mại điện tử đầu tiên vừa nói không với H&M. Fado.vn trở thành sàn thương mại điện tử đầu tiên ở Việt Nam ngừng kinh doanh các sản phẩm của thương hiệu thời trang H&M đến từ Thụy Điển. Trên trang chủ của sàn Fado xuất hiện dòng thông báo: "Chúng tôi không hợp tác với thương hiệu không tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Chính sách có hiệu lực bắt đầu từ 0 giờ hôm qua." Fado.vn là nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, tập trung kinh doanh các sản phẩm về thời trang, trang sức, công nghệ và nhiều mặt hàng tổng hợp khác. Fado.vn bắt đầu ra mắt người dùng từ năm 2014. Theo bản đồ thương mại điện tử của iPrice, Fado.vn là sàn thương mại điện tử tổng hợp có lượng truy cập website lớn thứ 7 tại Việt Nam trong quý 4 năm 2020, xếp sau Tiki, Lazada, Shopee, Sendo, Bách Hóa Xanh và Meta. Thưa quý vị, là điểm đến mới nổi trên bản đồ du lịch cả nước và trong khu vực, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đang ngày càng thể hiện rõ nét những ưu thế của một thị trường du lịch sôi động. Nhiều tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng đã và đang thiết lập hoạt động tại Quy Nhơn, nơi thuộc top 20 điểm đến hàng đầu thế giới vào năm 2020. Hiện có thể kể đến như Anantara Quy Nhơn Villas và Avenue Quy Nhơn Resort and Spa thuộc Minor Hotels, tập đoàn đang vận hành hơn 530 khách sạn và resort tại 55 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, tại khu vực trung tâm có khách sạn Pullman Quy Nhơn do tập đoàn Accor vận hành. Một trong những dự án gây tiếng vang trong phân khúc hạng sang tại Quy Nhơn mới đây là Casa Marina Premium do BCG Land triển khai tại bãi xếp Gần Rắn, nơi được Business Insider đánh giá là một trong 16 hòn ngọc bí ẩn của châu Á. Một số tên tuổi khác cũng dự kiến tiến vào thị trường Quy Nhơn trong vài năm tới như Resident Blue của Resident Hotel Group, tập đoàn khách sạn 112 năm tuổi của Mỹ, Novotel và Sofitel của tập đoàn Accor, Media International, Wyndham Grand. Việc có ngày càng nhiều tập đoàn danh tiếng để mắt đến và tham gia khai thác còn giúp Quy Nhơn nâng cao tầm vóc trên bản đồ du lịch thế giới. Theo thông tin từ JLL Việt Nam, thị trường căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1, lượng căn bán tăng 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, mức giá bán vẫn có xu hướng tăng, cá biệt lên đến 16.000 USD trên 1m². Cụ thể, trong quý 1 năm 2021, tổng lượng căn bán đạt 3.932 căn, tăng 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 2.468 USD một mét vuông trong quý 1 năm 2021, ổn định theo giá bán và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái do nguồn cung chủ yếu từ phân khúc trung cấp, được đa số người mua ưa chuộng như dự án Deluxo, ST Moritz, Eco Green Sài Gòn.
Đáng chú ý trong quý này là sự kiện tiền mở bán dự án Grand Marina của tập đoàn Masterise với mức giá dự kiến lên đến 16.000 USD một mét vuông. Đây là mức giá bán cao nhất trên thị trường từ trước tới nay. Giá căn hộ mở bán mới được dự báo tiếp tục tăng theo tâm lý thị trường. Sự ra đời của các dự án tích hợp quy mô lớn ở khu vực ngoại thành với nhiều tiện ích thiết thực cho việc hình thành các cộng đồng. Cư dân mới ở đây. Nhờ vậy, tâm lý thị trường sẽ được thúc đẩy theo hướng bền vững. Chuyển sang thông tin quốc tế nổi bật, các nhà nghiên cứu từ Đại học Thanh Hoa và Học viện Khoa học Trung Quốc vừa cho biết, chính hoạt động khai thác Bitcoin, nguồn năng lượng đã phá hỏng cam kết của nước này về trung lập với carbon. Theo cam kết của chính phủ Trung Quốc, quốc gia này sẽ bắt đầu giảm lượng khí thải carbon vào năm 2030 trước khi tiến đến trung lập với carbon vào năm 2060. Tuy nhiên, gần 40% các mỏ khai thác Bitcoin của Trung Quốc được cung cấp năng lượng từ than đá và sẽ tạo ra 130,5 triệu tấn khí thải carbon vào năm 2024. Hiện, Trung Quốc chiếm phần lớn lượng máy đào Bitcoin trên toàn cầu. Được biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 10 tháng 6 năm 2018, đã có tới 13 triệu tấn khí thải carbon dioxide được tạo ra chỉ từ khai thác Bitcoin. Tính đến tháng 4 năm 2020, chỉ riêng Trung Quốc đã chiếm 78,89% hoạt động blockchain toàn cầu. Nếu xu hướng này tiếp tục, sản lượng phát thải sẽ vượt qua tổng sản lượng phát thải khí nhà kính hàng năm của Qatar và Cộng hòa Séc. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Kinh tế số của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Hãy đăng ký kênh ngay để nhận được những thông tin kinh tế hữu ích cũng như thiết thực nhất. Nếu quý vị có thắc mắc hay câu hỏi cần giải đáp, hãy để lại bình luận. Chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.